một cương thi tà linh với tu vi 13 kỷ nguyên từ dưới pháp tắc cuồng bạo trong chiến trường tiên vương dung phong liều chết đi ra tà linh này cao tới vạn trượng cầm trong tay một đôi chiến chùy thật lớn màu đồng thau mỗi một chùy đạo như đại sơn va chạm với nhau đủ khiến thiên quân bình thường trực tiếp chấn động mà chết như là cương thi tà linh cường đại này vừa xuất hiện ở bên ngoài càng khôn thành lập tức bị một cự thủ cuồn cuồn nắm lấy bắt chặt hoàn toàn trấn áp tà linh này sau đó thái hoàng thiên áp giải tà linh này tới trước mặt hoa thiên đô giáo chủ không ngờ lại bắt được chúa tể cự trùy. Chúa tể cự trùy này khi còn sống là một cao thủ thiên quân nhiều kỷ nguyên, đôi cự trùy này là thần vật. Hiện tại xin dâng thi thể này lên cho giáo chủ, hy vọng giáo chủ có thể mượn dùng hắn, lần nữa gia tăng tu vi lên cảnh giới cao thâm hơn. Chúa tể cự trùy. Cương thi này chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh được phá tu vi 14 kỷ nguyên. Tuy nhiên, hắn quá mức hung ác, ta chỉ có thể hút hắn vào trong hồ lô càn khôn, sau khi tinh lọc sẽ biến thành một trận nhãn của trận pháp này từ mi tâm hoa thiên đô đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa bên trong đó là một chiếc hồ lô nho nhỏ cái miệng hồ lô nhằm ngay lấy chúa tể cự truy, vút cái đã hút vào bên trong lập tức từ bên trong liền truyền ra từng trận âm thanh lỏng bỏng một chúa tể cự truy hoàn toàn mới chỉ lớn bằng một hại bụi xuất hiện trong máu huyết hoa thiên đô đáng giận tuy rằng ta dùng ngàn vạn thiên quân và tà linh luyện chế đại trận biến thành trận nhãn nhưng vẫn cảm giác không được hoàn mỹ còn kém kỷ nguyên thần trận của phương hàn rất nhiều lực lượng của những thiên quân này pha tạp không tinh khiết ta muốn hấp thu, khí tức cũng trở nên pha tạp, ảnh hưởng tới tu vi của ta. Trong khi Hoa Thiên Đô vận chuyển pháp lực thì cảm giác không được như ý, không khỏi gầm lên một chút. Hắn giao thủ với Phương Hàn nhiều lần, cảm thụ sâu sắc đối với sự lợi hại của kỳ nguyên đạo của Phương Hàn, sau khi thôn phệ Chư Thiên thì hòa hợp tất cả thần vật làm một thể, tuy hai mà một. Nhưng hắn lại không làm được như vậy. Đơn giản là liên hợp rất nhiều thiên quân, khí tức pha tạp đã khiến hắn không thể khống chế được vốn hắn muốn học cách cắn nốt vô số tồn tại cường đại như phương hàn để gia tăng pháp lực nhưng đáng tiếc chính là lại không thể điều đáng tiếc chính là hắn dù hấp thu nhiều thứ này nọ nhưng đã cảm giác khó có thể khống chế không thể tinh lọc dường như trong chư thiên chỉ có kỷ nguyên đạo của phương hàn mới có được đặc tính cắn nốt như vậy bất kể là cắn nốt cái gì đều có thể tiêu hóa hoàn mỹ kỷ nguyên đạo ẩn chứa hết thảy mọi thứ đều nằm ở trong đó giáo chủ không cần nóng vội Tu vi chắc chắn sẽ tăng tiến tên phương hàn kia là dị số trong thiên địa đi từng bước mới có ngày hôm nay. Còn ngài lại khác, hôm nay đại thế đã thành, chỉ cần tìm ra vị trí Phương Hàn là có thể diệt cả nhà hắn. Đúng rồi, ta vừa rồi đặt được ý niệm của tạo hóa tiên vương, nói rằng ở sâu trong chiến trường tiên vương này, ngoại trừ thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế ra còn có thi hài của viễn cổ Tam Hoàng, cũng đã biến thành cương thi tà linh. Ngài nhất định phải đặt được chúng, những thứ này đều có duyên với Phương Hàn, nếu ngài chiếm được sẽ lấy đi một phần số mệnh của Phương Hàn, hoàn toàn có thể giết được hắn, khiến hắn không có cơ hội chuyển mình nữa. Thái Hoàng Thiên lại cúi đầu bẩm báo, hoàn toàn mất đi khí phách uy trấn thiên hạ trong phàm giới. Thi hài của Viễn Cổ Tam Hoàng sao? Tốt lắm. Hoa Thiên Đô siết chặt quyền đầu. Đều là của ta. Phương Hàn đừng mơ tưởng chiếm được, chỉ cần hắn xuất hiện, đó chính là ngày chết của hắn. Ha ha ha. Đúng lúc này, bên ngoài Thiên Đô thành truyền lên vô số tiếng hoan hô, sau đó chúa tể tiên huyết, chúa tể âm dương, lưỡng nghi tổ sư với tu vi 14 kỳ nguyên mang theo một bộ xương với tay cầm lãnh diễm cư đi tới trước mặt Hoa Thiên Đô. Chúng quỳ xuống, dập đầu nói giáo chủ chúng ta lại bắt tới một khí linh cường đại là chúa tể lãnh diễm hồ lâu càn khôn trên mi tâm hoa thiên đô lại chuyển hút lấy thi thể chúa tể lãnh diễm vào trong tẩy lễ hoa thiên đô nhìn về phía chúa tể tiên huyết nói chúa tể tiên huyết tuy rằng bản tọa lấy con gái ngươi nhưng vì đối xử bình đẳng cũng phải thu đi chữ huyết trên người ngươi ngươi hiểu chứ cái này trên mặt chúa tể tiên huyết hiện ra vẻ khó xử ngươi không trung thành với bổn tọa sao hoa thiên đô hừ lạnh một tiếng sắc khí thoáng hiện tha mạng giáo chủ tha mạng. Lập tức chúa Tể Tiên Huyết liên tục dập đầu, cùng lúc đó Huyết Linh công chúa được Hoa Thiên Đô thu làm hầu cung cũng đi ra cầu xin. "Giáo chủ, xin hãy nhìn vào sự trung thành của phụ thân mà tha cho người một mạng. Phụ thân nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng chữ huyết lên cho ngài." "Vâng vâng vâng." "Giáo chủ, ta xin dâng hai tay." Chúa Tể Tiên Huyết lập tức dâng chữ huyết mà hắn tu luyện một đời lên để Hoa Thiên Đô thu đi. "Được rồi, lần này ta tạm tha cho ngươi. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn nhưng khó thoát mang vả. Lữ nghi tổ sư, ngươi đi lên đánh chúa tể tiên huyết 100 cái, để cho hắn nhớ, cũng khiến mọi người như kỹ. Tất cả các ngươi đều là của ta, của hoa thiên đô ta. Hiểu chứ? Âm thanh ác nghiệt của hoa thiên đô vang lên, pháp lực xâm nhập sâu trong linh hồn mỗi người, khiến ai ai cũng thấy rét lạnh. Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của hoa thiên đô, tất cả cao thủ đều không thể động đậy, cũng không dám có chút phản kháng. Hắn hoàn toàn khác với phương hàn, luôn nhẹ nhàng đối đãi môn nhân, che chở cho những đệ tử dưới trướng. Hoa Thiên Đô có thể dùng bất cứ kẻ nào dưới trướng làm vật hy sinh. Trong mắt hắn, hết thảy đều là con kiến, bất cứ lúc nào đều có thể tiêu diệt. Hiện tại hắn không cần sự ôn hòa mà dùng sự ác nghiệt để chấn áp, dùng thủ đoạn tàn khốc khiến những người nơi này mất đi tự tôn, triệt để nghe lời hắn, bị hắn tẩy não. Dưới ánh mắt vạn chúng, Lưỡng Nghi Tổ sư từng gần như vô địch ở giới thượng giới, chỉ thua mỗi chúa tể càng khôn sợ hãi đứng lên, đi tới trước mặt chúa tể tiên huyết rồi đánh ra từng tát một làm cho chúa tể tiên huyết cũng phải văng máu. Chúa tể tiên huyết, đừng trách ta đây là ý tứ của giáo chủ ta không thể cãi lời tuy rằng được tắt người khác nhưng trong lòng lưỡng nghi tổ sư cũng vô cùng chua sót trước mặt biết bao người chúa tể tiên huyết bị tát cho hộc máu vẫn quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích vô cùng nhục nhã nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hoa thiên đô thì vẫn phải chịu đựng huyết linh công chúa tràn đầy nước mắt lại bị hoa thiên đô ôm lấy nhớ kỹ chưa tất cả các ngươi đều là của bổn tọa bổn tọa bảo các ngươi làm gì các ngươi phải làm linh hồn của các ngươi đều thuộc về ta. Chúng ta không dám vi phạm chủ ý của giáo chủ. Lúc này, tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục, lôi đế đều quỳ xuống, vô cùng ngoan ngoãn. Hoa thiên đô vừa lòng gật đầu, nước mắt nhìn ra liền thấy bên trong thiên đô thành, ngàn vạn thiên quân đều im bặt như tờ, không dám vi phạm bất cứ mệnh lệnh nào của hắn nữa. Đồng thời, hoa thiên đô cảm giác được sự sợ hãi trong lòng mọi người, tự cảm thấy vô cùng khoái ý. Thiên đô thành nhanh chóng di chuyển biên trong chiến trường tiên vương, dưới sự áp chế của hoa thiên đô, tất cả cao thủ đều toàn lực ứng phó vận chuyển lực lượng tới cực hạn một đường đi tới tất cả tá linh pháp bảo hải cốt đều bị hắn thu thập hút vào trong hồ lô càn khôn bị hoa thiên đô ngưng luyện thành nguyên khí tinh thuần đột nhiên lúc này thiên đô thành như đụng phải vào một thứ vô cùng khổng lồ toàn bộ thành trì lay động kịch liệt một cục kết giới vô hình chắn trước mặt thiên đô thành kết giới này có nhan sắc hoàng tuyền màu vàng thẫm không ngừng lưu chuyển quỷ thần khó lường đây chính là lực lượng hoàng tuyền vô biên vô hạn ma ý Sát phạt y tán phát ra, quả thực không gì sánh kịp, làm cho người ta không dám có ý nghĩ tới gần. Hoàng tuyển đại kết giới, luân hồi chi địa, thái hoàng thiên thét dài. Giáo chủ, đây chính là nơi của thi hài hoàng tuyền đại đế, chúng ta từng tiếp cận nơi này nhưng dù tấn công thế nào cũng không thể tiến vào bên trong, không thể phá vỡ được đại kết giới này. Năm đó, hoàng tuyển đại đế chiếm được toàn bộ tu vi của luân hồi đạo nhân, thi hài cứng rắn, pháp lực cao cường, giáo chủ phải cẩn thận. Bổn tọa còn cần ngươi nhắc nhở sao? bổn tọa đã sớm thấy rõ hết thầy rồi. Hoa thiên đô hử lạnh một tiếng, đứng lên hồ lớn, tạo hóa thần khí hồ lô càn khôn. Một tiếng đổ kinh thiên động địa từ hoàng tuyền đại kết giới truyền ra. Thì ra hoa thiên đô nháy mắt đã đánh ra một quyền vào mặt kết giới, khiến kết giới xuất hiện một lỗ thủng. Sau đó hồ lô càn khôn trên mi tâm hắn bay ra, nhắm ngay đại kết giới phát ra hấp lực. Tất cả mọi thứ như trăm sông đổ biển, tiến nhập hết vào trong hồ lô. Tiến nhập vào trong. Hoa thiên đô dẫm chân, y chấn bát phương, khí thôn sơn hà, cổ châu giai diệt, mang theo thiên đô thành xâm nhập vào trong đại kết giới rồi biến mất. Ngay khi toàn bộ càn khôn thành biến mất ở sâu trong hoàng tuyền đại kết giới, một bóng hình xuất hiện nơi này, chính là Phương Hàn. Hắn nhìn dấu vết hoa thiên đô để lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hoa thiên đô, thật là uy phong, thật là khí phách. Muốn thu lấy thi hài hoàng tuyền đại đế sao? Quả thực là si tâm mộng tưởng. Trong khi lên tiếng, hắn cũng tiến nhập vào bên trong. Quả nhiên ta cảm giác được khí tức của tâm ma lão nhân, Xích Viên Ma Tôn. Vừa xâm nhập vào trong, hắn liền tập trung vào những khí tức quen thuộc. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Đô mang theo vô số cao thủ và Thiên Đô Thành bay nhanh vào sâu trong đại kết giới. Nơi này chỗ nào cũng có khí tức của thần vật. Mỗi một thứ thần vật thậm chí còn đều là thứ quý hiếm ở giới thượng giới, nào là thiên tôn thần thạch, thái cực thân thiết, cái gì cũng có. Những thần vật này đều từng bị luyện chế, gắn trên mặt đất, hợp thành một tòa đại trận, đại biểu cho luân hồi. Mà trung tâm của toàn bộ đại kết giới này có một thân thể cao lớn vô cùng, toàn thân tinh oánh. Đây không phải là hài cốt mà là thân thể rất sinh động, làn da sáng bóng, tinh tế, dầu tính co giãn, không phải là loại thân thể cương thi như bản võ tiên tôn. Đây là thi thể hoàng tuyển đại đế. Tốt tốt tốt, rốt cục tìm được thi hài hoàng tuyển đại đế rồi. Cường đại thật, thật mạnh mẽ, một thân thể vô cùng hoàn mỹ. Nhìn thi hài ngồi ngay ngắn ở trung ương hoàng tuyển đại kết giới, ngay cả hoa thiên đô cũng không kìm nổi phải ca ngợi kịch liệt. Hắn rốt cục không kiềm chế được, đột nhiên ra tay năm ngón tay hắn bắn ra chân khí mỗi đường chân khí đều như trường long minh mông truyền xa mấy ức dặm trực tiếp đánh lên thi hải hoàng tuyền đại đế muốn trực tiếp phá vỡ phong ấn cướp trở về nhưng ngay tại thời khắc này hoàng tuyền đại đế mở hai mắt một đạo hào quang luân hồi trực tiếp đánh ra vô số đại đạo tiên thuật hiện lên trong ánh mắt hắn cũng chỉ một kích hắn đã hoàn toàn đánh tan chân khí của hoa thiên đô hoa thiên đô có tu vi 16 kỷ nguyên chấn thức cổ kim với đạo thuật của hắn chỉ cần vừa ra tay cơ bản không có mấy người có thể ngăn cản được. Hơn nữa hắn thu đủ loại thần vật và tự thể, pháp lực càng lúc càng mạnh mẽ, gần như đạt tới 16 kỳ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá 17 kỳ nguyên, đạp phá tuyên cổ. Nhưng hiện tại, thi hải hoàng tuyền đại đế kia chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đánh tan đạo thuật của hắn. Thi hải này rất cục mạnh đến mức nào? Được, 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 thật sự rất mạnh, chỉ sợ tu vi đã tiếp cận 17 kỳ nguyên rồi. Hoa thiên đô thấy một màn này chẳng những không có kỵ mà ngược lại, trong lòng càng thêm vui mừng chiếm được thi hài hoàng tuyền đại đế này dung nhập vào trong thân thể ta mượn dùng tinh hoa này phá tan tu vi 17 kỷ nguyên tam sinh duyên sáng lập tất cả thân thể hắn bay lên hai tay huy vũ đánh ra mấy trăm đạo thần mang tam sinh thạch xuất hiện trên ngực hắn uy lực tuyệt luân đạo đạo tam sinh thần quang bắn ra cắt qua hoàng tuyền đại kết giới công kích về phía thân thể hoàng tuyền đại đế cùng lúc đó toàn bộ thiên đô thành cũng run rẩy tất cả cao thủ ngàn vạn thiên quân liên hợp lại khí thế thiên quân vạn mã vô số đại tiên thuật, đại quy tắc gần như bao phủ thiên địa. Nhiều thiên quân như vậy liên thủ, hơn nữa với uy lực của Hoa Thiên Đô, cho dù là tiên vương cũng phải cố kỵ. Hoàng Tuyền Đại Đế dù mạnh tới mấy cũng căn bản không thể ngăn cản được, bị đánh cho liên tiếp lui về sau, thân thể cao lớn cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách. Chư Thiên Luân hồi. Trong khi liên tục lui về phía sau, thi hải Hoàng Tuyền Đại Đế như kích phát tiềm lực cường đại nhất sâu trong lòng, trực tiếp đứng thẳng lên, đánh ra một quyền về phía bầu trời. Đây là một kích mạnh nhất của luân hồi đạo nhân Chư Thiên Luân Hồi. Toàn bộ thiên đô thành dưới một kích này bị dập nát, hóa thành tương hồ, rảo toái thành phấn mạt, mỗi người như biến về thời còn trẻ tuổi. Sao lại thế này? Lực lượng của ta đang nhanh chóng suy yếu, thân thể của ta như biến về thời thiếu niên, pháp lực đang giảm xuống, cảnh giới đang rút lui. Ta dường như đã ngã vào trong luân hồi. Nghe đồn đây chính là đại tuyệt sát thuật Chư Thiên Luân Hồi, là tuyệt học vô thượng của luân hồi đạo nhân, sư đệ của Hồng Mông đạo nhân tuy rằng không phải là tiên vương nhưng luân hồi đạo nhân cũng không thua kém tiên vương bao nhiêu. Toàn bộ những người có tu vi thấp kém trong thiên đô thành không ngờ trực tiếp bị trở về thời nhỏ yếu, pháp lực và cảnh giới mất hết. Một chiêu chư thiên luân hồi quả thật hung mãnh như vậy. Năm đó, luân hồi đạo nhân đúng là một nhân vật ngoan độc. Tam sinh thạch, định chủ tam sinh, mọi người đều trở lại thời đại cường thịnh nhất đi. Chư thiên luân hồi, phá cho ta. Hoa thiên đô thấy một màn này thì thét dài một tiếng, lần nữa thúc giục tam sinh thạch. Ba đạo thần quang, ánh sáng kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đan xen vào nhau, trực tiếp đánh nát chư thiên luân hồi. Toàn bộ thiên đô thành liền được tam sinh thần quang bao phủ, tất cả đệ tử bị suy yếu liền khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, một cỗ khí tức thanh xuân, nhợn nhạ mở ra. Tất cả cao thủ thiên đô thành dưới sự gột rửa của tam sinh thạch, mỗi người đều trở lại trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh cũng hùng hậu hơn. Đây là cảnh giới mạnh nhất của tam sinh thạch, một khi tế ra có thể ra chỉ vô thượng, khiến sinh mệnh càng hùng hồn. Toàn bộ uy lực của thiên đô thành lập tức gia tăng nhiều, vô số đạo nguy khí xé rách hoàng tuyển đại kết giới, thi hải hoàng tuyển đại đế mãnh liệt vọt lên, nhưng muốn tránh né phong mang, tránh khỏi bị hoa thiên đô và ngàn vạn thiên quân vây khốn, không thể thoát đi. thi hải hoàng tuyển đại đế tuy rằng hung mãnh nhưng vẫn không thể chống lại nhiều cao thủ như vậy được. nếu chỉ là một người hoa thiên đô, hắn thật ra còn có sức đánh một trận, nhưng mấy ngàn vạn thiên quân của toàn bộ thiên đô thành dưới sự dẫn dắt của hoa thiên đô, chìm đắm trong thần quang của tam sinh thạch, mỗi người đều ở trạng thái đỉnh phong sinh mệnh dồi dào thì quả thật có thể tương đương một nhân vật vô thượng có tu vi 17, thậm chí 18 kỷ nguyên. Thi hài hoàng tuyền đại đế không phải là đối thủ. Chết tiệt! Hoa thiên đô, ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy? Hoàng tuyền đại đế gào xít mãnh liệt. Bên cạnh hắn, một sinh vật như Hoàng Long cũng phát ra những tiếng gào rít, trực tiếp chạy trốn. Sinh vật như Hoàng Long này không ngờ là diêm. Anh Linh vong tình thủy, Hoàng tuyền hà, từ khi bị phương hàn phái nhập thái nhất môn nằm vùng thì tiêu thất, không ngờ lại ở trong chiến trường tiên vương tu luyện cùng thi hải hoàng tuyền đại đế. Hiện tại, tu vi của Diêm không ngờ đã tấn chức tới thiên quân, hơn nữa còn có tu vi 10 kỷ nguyên, trong giới thượng giới cũng coi như nhân vật thoải mái tung hoành, có thể nói là đột phi mãnh tiến. Tuy nhiên, ở trước mặt ngàn vạn thiên quân và hoa thiên đô, hắn còn chưa bằng một con kiến, gần đất xa trời, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào có thể bị dập tắt. Đúng lúc này, Diêm đã thấy rõ hoa thiên đô. Đối với hoa thiên đô, hắn có thể nói là hiểu rõ chân tơ kệ tóc, hiện tại tuyệt đối không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả Thi Hải Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không thể làm gì được. Ta phải nói cho Phương Hàn, Hoa Thiên Đô này không ngờ lại lợi hại như vậy. trong lòng Diêm là một mảnh hỗn loạn, thì ra là một con tiểu Long Diêm khí linh của Hoàng Tuyền Đồ năm đó ở trong thế tục, Phương Hàn chính là dựa vào Hoàng Tuyền Đồ mới phát tài. Cũng tốt, cả ngươi và Thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế ta đều thu, miễn cho phiền toái sau này. Hoa Thiên Đô là tu vi loại nào? Chỉ liếc mắt cái đã nhận ra Diêm thân thể hắn trực tiếp bay ra khỏi thiên đô thành bước tới từng bước một quyền đánh ra như cổ thần sơn mang theo vũ trụ phong bạo đánh mạnh về phía trước thi hài hoàng tuyền đại đế cũng thi triển luân hồi quyền pháp giao thủ với hoa thiên đô nguyên thủy quyền cước bộ hoa thiên đô hơi dừng lại thúc giục pháp lực tất cả nguyên khí trong khu vực này đều bị hắn hút vào trong thân thể quyền pháp mạnh nhất của chúa tể nguyên thủy phá diệt luân hồi một quyền đánh ra khí tức nguyên thủy bắt đầu đàng không bay lên toàn thân hoa thiên đô mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng vô cùng một giọt máu huyết đầu ẩn chứa khí tức hủy diệt mạnh mẽ hắn chính là ma thần vì hủy diệt mà sinh thi hài hoàng tuyền đại đế dường như chỉ còn bản năng chiến đấu không chút ý kỵ khi trưởng khi chảo khi quyền khi chỉ mạnh mẽ chống lại nguyên thủy quyền thiên đô thành thúc giục đại trận la võng đan sen dưới ý niệm của hoa thiên đô tất cả thiên quân trong thiên đô thành lại bố trí thành trận pháp hình thành thiên la địa võng bao phủ lấy thi hài hoàng tuyền đại đế vào trong toàn thân diêm vừa động chỉ thấy pháp lực toàn thân cũng khó vận chuyển thi hài hoàng tuyền đại đế cũng hoạt động chậm lại càng khôn phong ấn hoa thiên đô lại biến đổi chiêu thức không ngờ đánh ra từng đoạn gông xiềng lên thân thể hoàng tuyền đại đế sắc mặt diêm đại biến diêm ta muốn biến ngươi thành một con chó giết chết ngay trước mặt phương hàn hoa thiên đô một mặt thi triển càng khôn phong ấn một mặt nhìn diêm năm ngón tay rưỡi ra như muốn chập lấy nó sắc mặt diêm lộ về sợ hãi căn bản không thể ngăn cản được sự hung tàn của hoa thiên đô Hoa Thiên Đô, ngươi thử động vào Diêm xem. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, một thân ảnh không ngờ xuất hiện trong phiến không gian này, không hề sợ hãi phong ấn và áp lực. Một tay người này bổ ra, tất cả phong ấn liền như giấy bị xé rách tả tơi. Hắn chuyển thế thành trảo, bắt lấy Diêm, sau đó lại đánh ra một trưởng mạnh mẽ giao kích với Hoa Thiên Đô. Càn khôn nhất kích, Hoa Thiên Đô cũng gần như không kịp nghĩ ngợi, thúc giục căn nguyên bùng phát ra một kích hủy diệt, Vĩnh Sinh Thần bóng người kia trong giao kích cũng thét dài vô số vĩnh sinh khí cuồn cuộn xuất hiện hình thành hải dương vô biên vô tận thiên tượng dũng động ba đảo mãnh liệt vô số pháp lực liên tục ngưng tụ thành vĩnh sinh thần những vĩnh sinh thần này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng mỗi tên đều có tu vi mười kỷ nguyên như hàng hà xa số vừa tiếp xúc với càn khôn nhất kích liền bùng nổ hoa thiên đô bị chấn động làm cho chân khí thiếu chút nữa đã tan rã hắn chấn động ta sinh thạch trong cơ thể cố gắng ổn định nguyên khí rồi lóe lên tiến nhập vào trong thiên đô thành chiếm đoạt ngàn vạn thiên quân căn nguyên Hắn vừa mới ổn định lại, sắc mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chăm về phía trước, chỉ thấy khắc tinh lớn nhất đối thủ mà hắn mơ ước chiến thắng nhất Phương Hàn xuất hiện ngay trước mặt mình. Phương Hàn vừa xuất hiện, đại thủ lung cháo, kỳ nguyên thần trận liền hiện ra, không ngờ bao phủ Thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế sắp luyện hóa trở thành một trận nhãn của kỳ nguyên thần trận. Thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế đang không ngừng rãi ruộng, bạo đánh, không chịu hàng phục, vì hắn đã là tà linh, không còn là Hoàng Tuyền Đại Đế uy danh hiển hách nam đó dù là phương hàn muốn hàng phục cũng hao phí rất nhiều tâm sức phương hàn hoa thiên đô giống lớn hoa thiên đô không thể tưởng được ngươi cuối cùng vẫn còn bạo phát cắn nút chúa tể càn khôn tu luyện tới cảnh giới hiện tại thật không dễ dàng chút nào những tiên vương kia trợ giúp ngươi nung chiều ngươi thành hư nhưng vẫn còn kém chút phương hàn một mặt áp chế hoàng tuyền đại đế một mặt mỉm cười nói sắc mặt hoa thiên đô cực kỳ khó coi hắn vạn lần không ngờ tới mình tu luyện tới cảnh giới hiện tại gần như vô địch nhưng là một trưởng vừa rồi đều bị chịu thiệt lớn thiếu chút nữa chân khí tan rã, căn nguyên bị thương không có khả năng phương hàn làm sao lại mạnh như vậy một trưởng vừa rồi một trưởng vừa rồi của phương hàn hoa thiên đô bị đẩy về chỗ cũ trong khoảnh khắc hắn cảm giác được vĩnh sinh khí hội tụ thành hải dương thuấn di mà đến vô số vĩnh sinh khí phát sinh lượng biến đến chất biến hội tụ thành thần linh chất lượng cao hơn tiên vương đan hơn trăm ngàn vạn lần sinh ra bùng nổ liên tiếp khiến cho hắn gần như bị thua chỉ trong một chiêu hiện tại hắn nắm giữ hồ lô càn khôn có thể luyện chế ra tiên vương đan hắn cũng biết luyện chế tiên vương đan phi thường gian nan vĩnh sinh khí ngưng tụ kết cấu biến hóa vô cùng cho dù cả đời đều không thể thăm dò nhưng là hiện tại vĩ sinh thần do phương hàn ngưng tụ ra là cảnh giới hắn cả đời này không thể với tới đây không phải cảnh giới của phương hàn cảnh giới của hắn không có khả năng ngưng tụ ra vĩ sinh thần kho trí nhớ khổng lồ của hoa thiên đô bắt đầu vận chuyển khẳng định là vĩnh sinh thần năm đó điện mẫu phương thanh tuyết đối chiến tạo hóa tiên vương cũng chính là thi triển ra một chiêu này vô số đại quân vĩnh sinh thần từ chân trời mà đến ép lên vĩnh sinh chi môn tiến hành chấn áp chỉ một kích liền phá nát tạo hóa thần khí trí bảo tam thập tam thiên vĩnh sinh thần căn bản không phải người có thể luyện thành tiên vương đều không có khả năng người nắm giữ đại mệnh vận thật mới có thể hoàn mỹ thao túng vĩnh sinh người nắm giữ vận mệnh mới có thể có vĩnh sinh không vận mệnh này là của ta không thuộc về phương hàn ở sâu trong nội tâm hoa thiên đô thanh tỉnh vô cùng Phương Hàn, ngươi rốt cục kết nối vận mệnh, tuy nhiên hiện tại ta đứng trước mặt của ngươi, ở sau lưng ta là tất cả tiên vương. Mặc cho ngươi mạnh cỡ nào cũng không có khả năng là đối thủ của nhiều tiên vương. Ngươi cho là ngươi có thể hàng phục Hoàng Tuyền Đại Đế. Hoàng Tuyền Đại Đế này là của ta, ngươi cũng là một con chó của ta. Tất cả mọi người nghe lệnh, thúc giục đại trận. Hoa Thiên Đô ra lệnh một tiếng, lập tức chú tể tiên huyết, Thái Hoàng Thiên, Lưỡng Nghi Tổ Sư. Toàn bộ đều bắt đầu kính dâng căn nguyên ra toàn bộ thiên đô thành phát ra một đạo thần mang thẳng tắp thanh tẩy thiên địa trực tiếp rót vào trong thân thể hoa thiên đô hoa thiên đô lập tức bành trướng gấp 10, pháp lực liên tục tăng lên gần như nháy mắt đã đột phá lực lượng của tu vi 17 kỷ nguyên hắn đứng sừng sững trên thiên đô thành bàn tay chộp đánh năm ngón tay mỗi một ngón đều như trụ chống trời đảo ngược tiến hành oanh kích mãnh liệt nhất đối với phương hàn phương hàn thần sắc ngưng trọng thân thể thẳng tắp như cây thương vĩnh viễn không công hắn dường như đại biểu tất cả chính đạo chính nghĩa đại cương chính trực nhân tử một tay hắn bao phủ hoàng tuyền đại đế một tay liên tục biến hóa thủ pháp làng không chấn động lập tức trong vô hình vĩnh sinh chi môn chấn động vĩnh sinh khí vô lượng ngay lập tức lại thành hải dương trăm ngàn ức vạn vĩnh sinh thần từ trong đó sinh ra hội tụ thành đại trận rậm rạp tiến hành va chạm với một kích của hoa thiên Đô. liên tục va chạm chân khí căn nguyên của hai người đều không ngừng tiêu hao một kích này của hoa thiên đô là một kích tập trung tất cả hàng ngàn hàng vạn thiên quân hắn không chút bị ảnh hưởng bởi vĩnh sinh thần bùng nổ vẫn ép xuống đánh tan tầng tầng sương mù trừ giả tìm thật. Phương Hàn hư lạnh một tiếng, bàn tay lại biến hóa. Một dòng sông vận mệnh xuất hiện, tay hắn động đậy không ngừng, trí bảo tam thập tam thiên bay ra, trôi nổi đầy trời. Tất cả cổ tự hội tụ thành một thiên văn chương, ngăn cách chặt chẽ một kích của Hoa Thiên Đô ở bên ngoài. Hoa Thiên Đô, ngươi vĩnh viễn đều là một kẻ tiểu nhân. Cho dù tập trung trăm hàn thiên quân cũng sẽ không là đối thủ của ta. Phương Hàn hoàn toàn chặn Hoa Thiên Đô lại, phát ra chàng cười sang sảng. Giờ này khắc này hắn chính là một bất bại chiến thần không người nào có thể đánh bại hắn. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ một kích mà hắn lại có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ hắn là tiên vương? Trong thiên đô thành, rất nhiều thiên quân vận chuyển đại trận thiếu chút nữa sống sờ sờ bị hù chết. Ở trong cảm nhận của bọn họ, nhiều thiên quân như vậy liên thủ công kích cho dù là tiên vương đều có thể một trưởng đánh chết. Nhưng là phương hàn lại không chút sức mẻ. Đây là lực lượng của đại mệnh vận thuật. Thái Hoàng Thiên phát ra thanh âm. Mọi người không cần kinh hoàng. Người này cũng không mạnh mẽ như vậy nghe đầu người tu luyện đại mệnh vận thuật gần như bất diệt tự thân linh hồn cùng vĩnh sinh khí tuy hai mà một một bộ phận công kích sẽ truyền vào trong vĩnh sinh chi môn công kích không thể tới được bản thể của hắn chúng ta chỉ cần tiếp tục tăng lớn lực lượng là có thể đột phá cực hạn của hắn một kích giết chết hắn còn chưa nên trò trống gì căn bản không phải đối thủ của chúng ta không sai tiềm lực của hắn có hạn đại mệnh vận thuật lại như thế nào ta vẫn đánh phá như thường hoa thiên đô cũng chân chính bắt đầu điên cuồng hắn muốn cho Phương Hàn một kích trí mạng. Chúa tể nguyên thủy, hồ lô càn khôn, tam sinh thạch. Dồn hết tam sinh lực của ta thiêu đốt tất cả thần vực. Hoa thiên đô hét lớn một tiếng, lập tức vô số thần vật trong thiên đô thành đều thiêu đốt, trở thành cho tàn. Hào quang của tam sinh thạch chiếu rọi vạn trượng. Lực lượng lại tăng lên, tăng lên không ngừng nghỉ. Hoa thiên đô lại bước ra phía trước một bước, uy thế cuồn cuộn ép về phía trước. Hắn xuất ra một quyền, dốc hết tam sinh lực rót vào trong tam sinh thạch. Cùng lúc đó, hồ lô càn khôn thật lớn chân chính hiện ra uy nghiêm của tạo hóa thần khí, bay đến trên đỉnh đầu của hắn, lớn như ngọn núi. Miệng hồ lô nhắm chuẩn Phương Hàn hút một cái, vĩnh sinh khí như biển đều tiến vào trong hồ lô, suy yếu rất nhiều tốc độ cô đọng vĩnh sinh thần của Phương Hàn. Phương Hàn gặp phải đòn nặng, thân thể rốt cục lui về phía sau, liên tiếp lui ra sau ba bước. Hoàng Tuyền Đại Đế cũng dường như không trấn áp được, đang muốn thoát phong ấn đi ra. Hoa Thiên Đô này tụ tập tất cả cao thủ thiên quân, liên hợp lại quả nhiên mạnh mẽ phương hàn biết rõ lực lượng của mình ở phía trên bản tôn hoa thiên đô nhưng nếu thêm đại trận của ngàn vạn thiên quân kia thì khẳng định không phải đối thủ số lượng thiên quân nhiều thật sự là khủng bố hơn nữa đến hiện tại mới thôi hắn còn không nhìn thấy đám người tạo hóa tiên vương khởi nguyên tiên vương chân lý tiên vương thần thoại lão nhân chúa tể nguyên thủy ra tay vĩnh sinh kiếm vĩnh sinh tỏa liên dày đặc hư không lao tù buông xuống phong tỏa tất cả tiên vương cấm chế đột nhiên phương hàn hoàn toàn bùng nổ trong công kích mãnh liệt này hắn há mùng phun ra cả người trở nên giống như thật như ảo biến thành một đoàn vĩnh sinh khí mấp máy trước nay chưa từng có là một tuyệt thế hung thần không ngừng mấp máy trong không trung tiếp xúc với công kích của hoa thiên đô đột nhiên bùng nổ đồng loạt số lượng trăm ngàn ức vạn triệu vĩnh sinh khí bùng nổ biến thành từng sợi xích lao tù trường kiếm buông xuống thế giới này trong khoảnh khắc đó trên thân thể hoa thiên đô có thêm vô số sợi xích mà thiên đô thành kia cũng bị phong tỏa trong đó tất cả cao thủ thiên quân đều bị xiềng xích buộc chặt thân thể mà chân thân của Phương Hàn lại lần nữa hiển hiện ra, bàn tay ấn một cái liền đặt trên đỉnh đầu Hoàng Tuyền Đại Đế. Hoàng Tuyền Đại Đế, hàng phục cho ta, trở thành một mắt trận của ta. Ngày sau ta tu thành tiên vương, nhất định sẽ đem ngươi thả ra, khiến cho ngươi thành tựu vô thượng đại đạo, sống lại trở về. Hoàng Tuyền Đại Đế ở dưới tay hắn, thân thể cao lớn đang thu nhỏ, sắp tiến vào trong kỷ nguyên thần trận. Mà giờ này khắp này tất cả thiên quân của thiên đô thành. Hoa thiên đô đều bị xiềng xích phong tỏa, không thể động đậy. Không tốt sự cường đại của người này vượt qua sự tưởng tượng của ta hoa thiên đô giống to một tiếng gông xiềng trên người lại gãy rời tuy nhiên cũng không hoàn toàn một chiêu này của phương hàn cũng không phải muốn phong ấn hắn mà là giam cầm hành động khiến cho hắn tạm thời mất năng lực hành động từ đó mà kéo dài thời gian từ cơ hội này phương hàn luyện hóa hoàng tuyền đại đế tu vi có thể đột phá tới 17 kỷ nguyên đến lúc đó chém giết hoa thiên đô tiêu diệt mọi người nơi này hoa thiên đô hiển nhiên đã biết điểm này cho nên muốn lập tức tránh thoát khỏi gông xiềng miễn cho Phương Hàn tu thành đại thần thông vô thượng giết chết hắn. Hiện tại hắn đã biết sự mạnh mẽ của Phương Hàn, cũng biết sự khủng bố của vận mệnh, tâm tư tự đại vốn có cũng thu liễm rất nhiều, càng thêm lão luyện mà thâm trầm. Quân cờ của chúa tể Nguyên Thủy còn không ra sao? Trong mắt Thái Hoàng Thiên cùng hiện ra vẻ lo lắng. Hắn cùng đang vận chuyển pháp lực, bẻ gãy xiềng xích trên thân, tránh cho sau khi pháp lực Phương Hàn tăng trưởng, hắn cũng khó thoát kiếp nạn. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Tâm tư của Thái Hoàng Thiên dường như có tác dụng. Đột nhiên, ở nơi càng sâu của chiến trường tiên vương hiện ra hai đạo ma ảnh ma ảnh này thập phần quen thuộc không ngờ là tâm ma lão nhân cùng với xích uyên ma tôn tu vi hai người không ngờ cũng tới 14 kỷ nguyên đỉnh nhưng hai người này rõ ràng không phải nhân vật chính nhân vật chính lớn hơn còn ở phía sau bọn họ ba cái bóng xuất hiện ba cái bóng này đều là tà linh cương thi của hoàng tuyền đại đế giơ tay nhấc chân có được uy lực vô cùng mỗi một cương thi đều mặc hoàng bào là tam hoàng thiên địa nhân từng là người thống trị chân chính của hoàng tuyền đại thế giới ba đồ đệ của hồng mông đạo nhân mỗi người đều là thiên quân vô thượng nhưng cuối cùng đều ngã xuống trong đại kiếp nạn hiện tại lại xuất hiện ba cương thi tà linh dường như bị người khống chế vốn hẳn là bằng hữu của phương hàn nhưng hiện tại lại sát khí dày đặc đối với phương hàn ngay cả xích uyên ma tôn tâm ma lão nhân dường như tinh thần đều bị người khống chế tẩy não họ thao túng ba tà linh vừa xuất hiện nhìn thấy phương hàn liền bộc phát ra tuyệt sát đại thuật thiên ba ba đại hoàng giả tà linh trong mắt phát ra hào quang màu xanh biếc bàn tay dựa lên lực lượng quần cuộn mãnh liệt trực tiếp phủ xuống, toàn bộ oanh kích lên thân thể Phương Hàn. Chúa tể nguyên thủy. Phương Hàn vừa nhìn, lập tức nhìn thấy tất cả đạo thuật. Dường như hắn sớm có chuẩn bị, công kích của ba tà linh vừa chạm lên thân thể hắn đã bị một cỗ vĩnh sinh lực ngưng tụ thành gương phản ngược lại. Kính thế giới, vĩnh sinh kính. Đại đạo vĩnh sinh lực ngưng tụ thành kính thế giới, vĩnh sinh kính. Vương kính thế giới là tuyệt học của thần thoại lão nhân lại bị Phương Hàn học được, ngược lại lợi dụng vĩnh sinh khí luyện chế thành vĩnh sinh kính, thật là trò giỏi hơn thầy